Xin chào các bạn. Trước mặt mình là một chiếc máy bay đặc biệt chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Đó chính là chiếc chuyên cơ của tân thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Đây chính là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức. Và điểm đến chính là Việt Nam. Và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên chúng ta được quan sát loại chuyên cơ mới của Nhật ở Việt Nam. Chuyên cơ mới của Nhật dùng loại Boeing 777-300ER. Trước đó thì Nhật Bản dùng loại Boeing 747-400 để làm chuyên cơ. Các chuyên cơ 747-400 của Nhật Bản thì đã từng đến Việt Nam rồi. Bây giờ mời các bạn cùng chiêm ngưỡng chuyên cơ mới của Nhật Bản. Chuyến bay này mang số hiệu JF001. Theo như mình nghĩ thì đó là các chữ viết tắt của Japan for One, tương tự như Air for One của Tổng thống Mỹ. Đáng lẽ sẽ có hai chiếc chuyên cơ Boeing 777-300ER của Nhật đến Hà Nội. Tuy nhiên cuối cùng chỉ có một chiếc đến, và nó lại đến lúc trời tối, khi trời có mưa. Do vậy các hình ảnh quay không được đẹp. Nhìn từ xa cũng có thể thấy chiếc chuyên cơ của Nhật Bản rất nổi bật, với hình biểu tượng mặt trời lớn ở đuôi. Đó chính là lá cờ của Nhật Bản. Chiếc chuyên cơ đang rẽ vào bãi đỗ ở sân bay Nội Bài. Chắc chắn ở đó một lễ chào đón tân thủ tướng Nhật Bản đã được chuẩn bị.
Có thể thấy rất nhiều xe cộ ở cổng đón VIP của sân bay Nội Bài. Đáng tiếc là vị trí đỗ của chiếc chuyên cơ lại bị khuất bởi rặng cây. Và khoảng cách cũng khá xa, nên mình không ghi hình được Thủ tướng Nhật Bản xuống cầu thang máy bay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.